trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Cạn bị bắt vì mua bán ma túy. Bắt được một đối tượng trong vụ dùng hung khí tấn công trưởng công an xã ở Yên Bái trọng thương. Bắt gã đàn ông dùng trẻ em giao ma túy cho con nghiện. Thi vào lớp 10 trung học phổ thông có nên bốc thăm môn thi thứ ba? 70 năm giải phóng thủ đô, du lịch xanh thân thiện và cuốn hút. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Giao thông. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buồn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Bắc Cạn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ông Tống Văn Công bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, quy định tài khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với bị can công đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Bắc Cạn đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét và quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Tống Văn Công theo thẩm quyền. Trưa ngày 4 tháng 10, sau khi xem phóng sự nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng, nhiều người dân có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đau thương con mất cha, vợ mất chồng sau cơn lũ kinh hoàng ở sông chảy thôn Kho Vàng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào đêm ngày 9 tháng 9. Trong số đó có em Sùng Thị Giấy, ở thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, huyện Bát Sát, học sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bát Sát. Giấy khóc nức nở bởi câu chuyện của những đứa trẻ mồ côi kia cũng là nỗi đau mà em phải chịu đựng trong những ngày thảm họa thiên tai lịch sử ở miền Bắc. Sau trận thiên tai đó, nữ sinh Sùng Thị Giấy đã mất 5 người thân là bố, mẹ, em gái và hai người cháu. Nhớ lại thời điểm nhận tin giữ, Giấy cho biết khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, khi đang ngủ nội trú ở trường, Giấy được một người cháu ở gần nhà gọi điện thông báo. Ở thôn Phìn Trải 2 xảy ra sạt lở và nhắc gọi điện về nhà để xem tình hình. Lập tức giấy gọi điện cho bố mẹ nhưng không được nên rất lo lắng. Đến khi trời sáng hẳn em tiếp tục gọi điện nhưng đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Lúc này lòng giấy nóng như lửa đốt. Em hy vọng nếu có bị sạt lở thì chỉ bị nhà cửa thôi còn người sẽ chạy được. Thế nhưng khi nhận được thông báo 5 người trong gia đình mất tích từ hàng xóm giấy như lặng đi. Ngoài trời lúc này vẫn mưa lớn, giấy xin giáo viên phụ trách về nhà tìm người thân. Nhưng các cô không đồng ý bởi đường đi nguy hiểm, nhiều đoạn bị sạt lở, không có phương tiện nào tiếp cận được. Giấy gọi điện cho anh trai và chị dâu đang làm ở Hải Dương, nhưng anh chị cũng chưa về được ngay. Hai ngày sau, anh trai về tới bát sát, rồi đến trường đón giấy về nhà bằng xe máy. Tuy nhiên, quãng đường 60km về nhà của hai anh em lại không hề dễ dàng bởi hàng trăm điểm sạt lở, giấy nghẹn ngào cho biết hai anh em đi được khoảng 20 km đến xã Trịnh Tường thì không đi được nữa bởi sạt lở chia cắt đường. Lúc này hai anh em gửi xe máy đi bộ đến thôn Bản Pho để ngủ nhờ nhà người thân một đêm. Sáng hôm sau, đường về tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở hơn nên anh trai bảo giấy ở lại đó, anh sẽ đi bộ về trước, một đến hai ngày nữa, nếu đường thông thì đi về sau. Những ngày sau đó, giấy chờ đợi trong vô vọng, nữ sinh cũng không có thông tin từ gia đình bởi cả khu vực thôn Phìn Trài hai đã mất sóng. Bốn ngày sau, giấy quyết định đi bộ về nhà. Giấy cho biết giấy đi bộ gần đến xã A Lũ thì anh trai xuống đón. Giấy không tính được mình đã đi bộ bao nhiêu km, nhưng đường rất khó đi. Có lúc giấy cảm thấy mệt mỏi không đi được nữa, nhưng trong lòng vẫn phải quyết tâm bước tiếp, bước để về xem nhà, bước về để thăm bố mẹ. Về đến nơi, nữ sinh không tin vào mắt mình khi ngôi nhà thân yêu bị sạt lở không còn dấu vết. Cả nhà 5 người thiệt mạng đã được tìm thấy và được người dân mai táng. Giấy không có cơ hội tiến bố mẹ, em gái và hai cháu lần cuối. Liên quan đến vụ hai đối tượng dùng hung khí tấn công trưởng công an xã ở Yên Bái trọng thương, mới đây lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã vây bắt và khống chế thành công một trong hai đối tượng trong vụ việc. Chiều tối mùng 5 tháng 10, ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã vây bắt và khống chế thành công Lục Văn Hùng khi người này đang lần trốn tại một nhà người dân trên địa bàn. Theo ông nhất, công an tỉnh Yên Bái, công an huyện Yên Bình đã huy động lực lượng gần 150 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân quân sự xã tổ chức bao vây truy tìm hai nghi phạm trên. Lực lượng chức năng cũng bố trí nhiều chốt chặn các ngã đường khu vực xã Tân Hương, Mông Sơn, Cảm Ân, huy động thêm chó nghiệp vụ để truy bắt. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai lực lượng để truy bắt nghi phạm còn lại. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về Lục Văn Đông, sinh năm 1979, chú tại thôn Khe May, xã Tân Hương, có hành vi dùng hung khí đuổi đánh không cho người dân gặt lúa. Nhận được tin báo, ông Lương Văn Chiến, trưởng Công an xã Tân Hương cùng với hai cán bộ Công an xã đã đến để giải quyết vụ việc. Tại thời điểm trên, đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng, sinh năm 1975, là anh trai của Đông, dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả làm ông Lương Văn Chiến bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Sau khi gây án, hai đối tượng mang theo dao kiếm và súng tự chế bỏ trốn. Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Đồng Minh Lực, 32 tuổi, tạm trú trung cư Hòa Minh, quận Liên Triều, Đà Nẵng về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu, qua nắm địa bàn, các trinh sát phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát hiện một người đàn ông có nhiều nghi vấn buôn bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục xác minh điều tra, các trinh sát xác định nghi can là Đồng Minh Lực, người từng có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Để che đậy hành vi của mình, Lực không giao ma túy trực tiếp cho người mua mà thường liên hệ qua điện thoại, hẹn địa điểm để đặt ma túy con nghiện đến lấy và chuyển tiền. Đặc biệt, lực cũng rất tinh vi. Có những lúc dùng chiêu độc là sử dụng trẻ em đi đặt ma túy tại các điểm đã thống nhất trước với con nghiện. Củng cố hồ sơ chứng cứ, lúc 19h15 phút ngày 6 tháng 10, trinh sát phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, phối hợp đồn biên phòng Hải Vân, bắt quả tang đồng minh lực đang tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều tăng vật. Khám xét nơi ở của lực, lực lượng trinh sát thu giữ nhiều tăng vật khác liên quan hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Bước đầu lực thừa nhận hành vi phạm tội cũng như khai ra chiêu độc là dùng trẻ em dưới 14 tuổi để ra ma túy thay mình. Cụ thể, lực sử dụng trẻ em dưới 14 tuổi đi đặt ma túy và các điểm chỉ định, sau đó chụp lại vị trí, gửi cho lực để truyền tiếp cho các đối tượng nghiện đến nhận. Những ngày vừa qua, các thông tin liên quan đến kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc góp ý một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, trong đó có phương thức tuyển sinh trung học phổ thông và tổ chức thi tuyển. Cụ thể, hai phương thức tuyển sinh trung học phổ thông được đưa ra xin ý kiến góp ý là xét tuyển và thi tuyển, với hình thức xét tuyển Căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Với thi tuyển, số lượng môn thi là 3 môn gồm toán, ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bắt thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo và thành phần có liên quan khác do Sở Giáo dục và Đào tạo mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia. Môn thi được bắt thăm phải công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Đối với việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên, mỗi môn chuyên có thêm một môn thi chuyên. Có con đang học lớp 9, một phụ huynh ở Ba Đình Hà Nội đặc biệt quan tâm đến dự thảo quy chế tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phụ huynh này cho rằng nếu xét tuyển sẽ dễ nảy sinh tiêu cực, hiện tượng làm đẹp học bạ, phụ huynh cũng sẽ chạy đua bằng mọi cách để con em mình được thầy cô quan tâm ưu ái, điểm số tốt hơn, khi đó sẽ tạo ra sự thiếu công bằng trong giáo dục. Ủng hộ phương án thi tuyển, song vị phụ huynh này cho rằng Tại các thành phố lớn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vốn đã rất khốc liệt bởi tỷ lệ trọi lớn, số lượng trường công có hạn trong khi nhu cầu học tập của học sinh lại rất lớn. Để giảm bớt áp lực nên công bố sớm môn thi thứ ba để học sinh có thời gian chuẩn bị. Nói về phương án thi vào lớp 10 trung học phổ thông, cô Trần Thị Minh Hải, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở dịch vọng hậu Hà Nội cho rằng, việc bộ giáo dục và đào tạo đề xuất thi ba môn gồm toán ngữ văn và môn thứ ba lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên nhằm tạo ra một kỳ thi đảm bảo tính công bằng giúp học sinh nắm vững kiến thức chương trình học với phương án này có thể khiến học sinh học đều các môn tránh tình trạng học lệch học tủ tuy nhiên ở góc độ khác phương án này cũng sẽ gây ra căng thẳng cho phụ huynh học sinh theo cô Hải, thời gian bốc thăm môn thứ ba trước ngày 31 tháng 3 là quá muộn. Học sinh chỉ còn khoảng 2 tháng để ôn luyện môn thứ ba, nhất là với những học sinh không có thế mạnh ở môn học đó, sẽ rất khó để cải thiện năng lực một cách nhanh chóng do đó cô hải đề xuất nên công bố môn thi thứ ba sớm hơn điều này giúp giảm áp lực cho cả học sinh và phụ huynh bên cạnh đó thay vì bốc thăm một môn cụ thể bộ có thể xây dựng các kỳ thi mang tính tích hợp nhiều môn học trong một bài thi như vậy có thể đánh giá kiến thức liên môn giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy toàn diện Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cũng đồng tình với phương án tổ chức thi 3 môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng việc lựa chọn môn thi thứ ba nên do các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương lựa chọn, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm phù hợp với thực tiễn tình hình giáo dục của từng địa phương. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi tuyển trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến thời điểm này, chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố cấu trúc, định dạng đề thi các môn, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chỉ xây dựng cấu trúc đề thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Hà Nội xây dựng thêm đề minh họa của các môn tích hợp là Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2025-2026. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh với 3 bài thi toán, văn, ngoại ngữ và kết hợp với việc xét học bạ bậc trung học cơ sở của học sinh. Mới đây, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần vừa phát đi thông báo 6 trận động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Các trận động đất này xảy ra ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần vừa phát đi thông báo 6 trận động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Các trận động đất này xảy ra ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, nối dài vào những trận động đất liên tiếp trong những ngày qua tại đây. Trận động đất đầu tiên trong ngày 7 tháng 10 xảy ra vào lúc 0 giờ 45 phút 49 giây với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2,9 km. Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút 47 giây, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 3,5. Trận thứ ba xảy ra vào lúc 1 giờ 37 phút 6 giây với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 3,2. Trận động đất thứ tư xảy ra vào lúc 1 giờ 37 phút 40 giây với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn là 3,1. Trận động đất thứ năm xảy ra vào lúc 1 giờ 38 phút 13 giây, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2,7. Trận động đất thứ 6 xảy ra vào lúc 1 giờ 39 phút 33 giây, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2,6, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Gần đây nhất, ngày 5 tháng 10, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu đo được trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ Vĩ Bắc, 108,109 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Sau đó hơn một phút, một trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ Richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,890 độ vĩ Bắc, 108,197 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 17 giờ 32 phút cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 8,1 km tiếp tục xảy ra tại vị trí trên. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, thời gian gần đây ở Việt Nam có những hoạt động xảy ra động đất kích thích do hiện tượng tích nước ở các hồ chứa ở Con Tum. Các quan trắc cho thấy, những trận động đất ở các khu vực này có độ lớn dưới mờ nhỏ hơn năm, cấp độ rủi ro thiên tai bằng không. Tuy nhiên, các cơ quan vẫn đang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu để đưa ra các cảnh báo phù hợp. Thưa quý vị, đồng hành cùng thủ đô trong 70 năm ngày giải phóng, ngành du lịch ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, trái tim của cả nước. Thành phố đang nỗ lực phát triển theo hướng bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, trong đó du lịch là mũi nhọn. Nhiều năm qua, phát triển du lịch xanh, bền vững luôn được chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để các địa phương, nhất là những tỉnh thành trọng điểm du lịch thực hiện. Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tích cực triển khai, có thể kể đến như chương trình số 06 CTRTU của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 06 NQ-TU ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, ngày 4 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 NQ-TU về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Giai đoạn 2024-2025, những chủ trương chính sách đồng bộ thiết thực đã và đang phát huy hiệu quả, tạo nên bức tranh đa sắc trong phát triển du lịch thủ đô. Hà Nội có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch xanh bền vững khi hội đủ yếu tố tự nhiên và nhân văn thiên nhiên ưu đãi cho thủ đô hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, từ khí hậu bốn mùa gió rệt, nguồn nước mặt và nước ngầm dồi dào quanh năm, địa hình đa dạng bao gồm đồng bằng trù phú ở nội đô hay những dãy núi đồi uốn lượn ở khu vực Sóc Sơn Ba Vì. Hà Nội còn sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch văn hóa đặc sắc theo Sở Văn hóa và Thể thao, trên địa bàn thành phố có gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa. Hệ thống nghề và làng nghề của Hà Nội cũng rất phong phú và đa dạng, với 47 nghề trên 52 nghề truyền thống của cả nước, 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề và làng nghề truyền thống thuộc 23 quận, huyện và thị xã đã được công nhận nắm bắt xu thế phát triển du lịch bền vững nhiều điểm du lịch vùng ngoại thành hà nội đang linh hoạt chuyển biến mạnh mẽ xây dựng không gian xanh sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường trong hoạt động du lịch các điểm du lịch tại ba vì sơn tây mỹ đức thạch thất cải tạo cảnh quan xây dựng và đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn du khách như làng cổ đường lâm thị xã sơn tây du lịch cộng đồng tại huyện thạch thất làng hương quảng phú cầu ở nội thành, nhiều năm qua Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức như đưa du khách khám phá phố cổ bằng xe điện, xe xích lô, bố trí cho khách trải nghiệm, tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa, ẩm thực Việt bằng xe đạp. Từ năm 2019, thành phố đã khởi động mô hình du lịch không khói thuốc ở 30 điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa tại quận Hoàn Kiếm như Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Chùa Quán Sứ, Chùa Bà Đá, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Phụ Nữ, Thư viện Quốc gia nhà hát lớn, nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, nhà tù Hỏa Lò, nhà hát múa rối nước Thăng Long, dạp công nhân. Đây là các điểm thu hút đông du khách tham quan, qua đó góp phần tạo dấu ấn về một Hà Nội xanh, sạch đẹp, thân thiện và văn minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại hội thảo tập huấn về giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch gắn với xây dựng sản phẩm du lịch xanh, tuyến du lịch xanh Hà Nội-Ninh Bình đã được giới thiệu. Tuyến du lịch này hình thành sẽ kết nối các đơn vị cung ứng dịch vụ theo tiêu chí xanh để đưa ra thị trường sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách hướng tới phát triển bền vững. Chú trọng phát triển du lịch xanh là một xu hướng tất yếu hướng đến phát triển du lịch thủ đô bền vững. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch xanh vẫn gặp không ít trở ngại do ý thức của một bộ phận đơn vị kinh doanh du lịch và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên chưa cao. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn chưa được đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ. Theo định hướng, đến năm 2025, ngành du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển. Mục tiêu của thành phố là xây dựng du lịch trở thành ngành dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp với năng lực cạnh tranh cao, chủ động nắm bắt xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, lấy khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch để hiện thực hóa mục tiêu này thành phố tiếp tục đổi mới tư duy phát triển du lịch chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân doanh nghiệp du lịch có các giải pháp tiết kiệm năng lượng xử lý rác thải hạn chế dùng túi ni lông và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên nghiệp thân thiện với môi trường Song hành với các kế hoạch chuyên đề phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, Hà Nội triển khai mạnh kế hoạch số 73 KHUBND ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Cùng với đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, những giải pháp đồng bộ kể trên sẽ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch thủ đô. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.